cũng có thông điệp như thế này. Bữa nay là 27 tây, ngày mai 28 tây, là bắt đầu là bà con và những đứa học sinh rồi công nhân viên chức nhà nước đều nghỉ hết rồi, nghỉ được 4 ngày. Dạ, nghỉ được 4 ngày. Mà trong khi 4 ngày này thì mình là người dân thì mình nên cảnh giác cao độ. Tại vì sao? Mình cảnh giác cao độ là thế này, là những cái tụi đang chống phá nhà nước là những cái tụi mà đám rặng dân chủ của con cháu Việt Nam ngụy quân ngụy quyền đấy, thì nó làm đủ trò. Nhưng mà nó làm trò gì cũng không bao giờ qua mắt an ninh và những người dân. Ngày xưa thì bà con không biết á, thì người ta còn hiểu, như bây giờ bà con biết quá rõ cái âm mưu của tụi nó rồi. Thì em thấy những mình đi qua, chị em mình đi qua nhiều cái diễn đàn của Ba Que, thì chị nghĩ em cũng đã qua nhiều, thật là nhiều rồi. Thì nó đóng cửa lại, nó quá trang, nó mặc đồ công an, nó quá trang để nó đánh người dân là điều thứ nhất. Có công an nào mà đi vô nhà người dân mà bị đóng cửa lại đánh người dân vậy không? Đâu có ai làm ba cái trò đó. Mà trong khi là công an an ninh lần khi mà vô nhà em là ta quan sát nhà em là có camera không, là ta đã biết hết trơn, mà mắc cái gì người ta đánh em để cho camera quay lại, đúng không? Trời đó mừng. Là điều thứ nhất là của cái đám dân chủ, nó dàn cảnh, nó dàn dựng lại những cái chiêu trò dơ bẩn của nó. Điều thứ hai là có một cái thằng nào đi lại trước cửa đội nhân dân đánh cho lỗ mô đầu, rồi nói là công an thế này thế. Chẳng những cái đó là đã có tội, người ta đẩy cách xa rồi, cái khu vực này không được quay phim chụp hình. Đúng đấy, mà chính anh lỡ mà anh quay phim chụp hình đó, là quân đội nhân dân đánh anh như vậy, là giả sử thôi, quân đội nhân dân đánh anh như vậy là cảnh cáo anh, thật sự tôi cầm súng tôi bắn nhỉ, thấy không? Quánh như vậy á, là còn đỡ, mình giả sử công an chưa có đánh, nhưng mà nó quá trang là nó đánh nó, rồi nó tự vô la là công an quân đội nhân dân đánh, đúng không? Là điều thứ nhất, cái đó là cái tội quá trang. Rồi thứ hai nữa, cái tội quá trang đó đổ thừa cho quân đội nhân dân, người ta không làm như vậy đâu. Quân đội nhân dân Việt Nam mình quá hiền, chứ đóng về Mỹ nó bắn dở sọ, nó bắn dở khỏi la làng lên luôn. Đấy, mình cảnh báo, mình để gửi đến thông điệp cho bà con để hiểu những cái clip đó, để khi mà bà con không hiểu cái clip đó thì nói quân đội nhân dân quánh việc nghề, quánh người dân. Kính thưa bà con, những cái clip đó quân đội nhân văn dân Việt Nam mình có để cái bảng trước cửa là khu vực cấm quay video chụp hình, nhưng mà cái người mà đánh mà cho chảy máu và chạy vô la quân đội nhân dân Việt Nam mà đánh như vậy đó, là những người đó quá trang. Thật sự tôi nói giả sử mà thật sự quân đội nhân dân đánh chết mẹ nó luôn, bắn chết mẹ nó luôn cũng chưa là cái gì hết. Tại khu vực đó là khu vực cấm, quân đội nhân dân Việt Nam để dành bảo vệ cho người dân mình được hòa bình, không có chiến tranh, mà nó lại nó phá cái quân đội mình như vậy, là quân đội mình khoan nhượng như vậy, mà nó lại quay chế để nó sai rồi. Như thế bà con nên cảnh giác cao độ những cái clip đó. Khi bà con xem được cái clip đó là bà con phải đánh dấu hỏi tại sao cái bọn này nó làm gì. Tới ngày 30 tháng 4 rồi, là cái ngày của tụi nó tụt quần đi á, nó quất hẳn đấy, rồi nó xong nó quất hẳn rồi, bắt đầu nó làm đủ trò hết, nó làm đủ màn kịch hết, nó làm nó diễn đủ trò đặng nó vu khống cho cái đất nước Việt Nam mình, đặng nó vu khống cho quân đội nhân dân mình là thế nào bà con. Nó vu khống cái quân đội nhân dân mình để mất lòng tin về nhân quần chúng nhân dân Việt Nam mình, mất lòng tin với quân đội. Có phải là cái quân đội mình là cái chủ chốt, là cái người bảo vệ người Việt Nam mình không? Nhưng mà nó đã làm như vậy là mất lòng tin người dân. Có phải là người là cái quân đội nhân dân Việt Nam mình là mất lòng tin người, thì bà con quần chúng nhân dân mình đâu chạy không? Chào Linh đúng. Đấy, thì những cái chiêu trò này á, bà con người dân bình thường có tình cờ xem qua được một cái đoạn clip đó, là bà con phải đánh dấu hỏi. Hiện nay cái bọn Ba Que, cái bọn mà đu càng, cái bệnh đó, đấy là nó đang thế nào, nó đang ghim vào quân đội nhân dân. Thì bà con vừa qua gần một năm nay thì nó đang ghim vào ai, bà con để ý nè, trên mạng truyền thông này là có anh Trần Hải Yến
giờ có đại tá Nguyên Hà, giờ có trung tướng Tấn, thì nó đánh vào những người này chi là những người này đang làm quân đội đấy. Quậy quá ngon, để cho mẹ làm công chuyện đấy. Rồi á, con đặng mà nó đánh như vậy, đặng nó hạ thấp uy tín của bác Nguyên Hà, anh Trần Thế Yến và bác trung tướng Tấn, đặng chi nó sỉ mà nó sỉ nhục những người này cho mất uy tín, đặng cho cái quân đội nhân dân Việt Nam mình mất uy tín, mất niềm tin với bà con. Bọn Ba Que hiện nay bây giờ nó đang đánh vào quân đội nhân dân Việt Nam mình đấy, thì nên bà con mình nên cảnh giác về những cái đoạn clip mà bọn nó đang vu khống, và nó đang dựng màn kịch lên để mà nó làm clip, nó đưa lên đặng hạ thấp uy tín bên quân đội. Thì mong bà con coi những cái clip đó, bà con nên cảnh giác cao độ hơn. Nhưng chị lên đây chỉ nói những cái điều đó thôi mà em Dương. Còn những cái gì siêu hết thì chị thấy sao chị nói vậy, còn cái gì cao siêu hơn để cho mấy anh với chị với dưới mấy bác nên chia sẻ với em. Cảm ơn chị. Dạ thì qua đây thì những lời chị Nhiên nói thì chính xác và hoàn toàn đó là những cái điều sự thật. Và bọn nó sẽ có nhiều cái mưu mô hơn nữa, mà mục đích thực ra nó chỉ dùng những cái trò bẩn này để nó kiếm một vài đồng từ bên hải ngoại gửi về cho bọn họ thôi. Nhưng mà thì tất cả các cô chú anh chị hãy cảnh giác những vấn đề này. Nếu như trường hợp thấy một vấn đề nào thì mình hãy cảnh giác trước đã. Cảnh giác luôn luôn, không bao giờ thừa. Thì cho chị nói thêm mấy câu nữa rồi chị bị chị em bé bây đầu à. Thì Nhiên cũng gửi thông điệp đến cho tất cả bà con trong nước mình. Còn những người bà con hải ngoại thì mình không nói, bây giờ mình là người dân trong nước, mình bảo vệ đất nước, mỗi người dân là phải bảo vệ đất nước. Bất cứ từ đây tới 30 tháng 4, cái đám mà dân chủ trong nước nó rất là phá quay thấy. Bà con gặp nó treo cờ vàng, hay nó cầm cờ vàng, hay nó mặc áo cờ ba sọc, hay là nó mặc quần ba sọc gì đấy. Thì đó, đúng là thằng này đang ở bên đang phá quân đội nhân dân Việt Nam mình đấy. Nói với Quỳnh Quốc Huy, hai anh em nó giống nhau mà. Đúng rồi em. Thì mình có thông điệp mình gửi đến cho tới bà con người dân mình. Bất cứ đây tới ngày 30 tháng 4, thứ nhất là nó làm cái bông bóng bay, có cờ vàng ba sọc. Thì bà con gặp cái bông bóng bay, khi mà nó cầm, đứa nào mà cầm bông bóng bay cờ vàng ba sọc, cứ quýnh vô mỏ nó rồi đem lại giao cho công an an ninh, hay là gọi 1313 tới. Thứ hai, nó mặc quần và nó mặc những cái logo có hình mặt trời, có hình mặt trời mà có cái hình có ba sọc ngang. Thì bà con thấy thì bà con cứ đánh nó, quánh nó xong nắm gọi 113 tới giao cho an ninh. Đó là mình là người dân mình có trách nhiệm đánh trước nó đi, rồi bắt đầu nắm đầu nó lại, chối nó lại, gọi 113 lại giao cho an ninh. Còn bất cứ trên con đường đi băng đi băng hôm và những cái đoạn cầu nó đang cầm cờ, bất cứ thì bà con cứ quất. Tới ngày 30 tháng 4 là những cái ngày lễ lớn, bà con nên cảnh giác cao độ những cái đám mà dân chủ cụi trong nước. Nó rất là phá, nó rất là mưu mô xảo quyệt, nó dàn cảnh nhiều cái trò lắm. Mà thông điệp này cũng gửi cho đám Ba Que Xỏ Lá cho bọn chúng mày. Nghe không? Người dân miền Tây ở quê như con Nhiên mà tụi bay cai cú đó. Tao nhìn ra âm mưu của tụi bay. À, mỗi tỉnh, mỗi quê, mỗi tỉnh, rồi, mỗi mình nên cảnh giác cao độ hết bà con. Ba Que nhớ nha. Cai cú kệ mẹ tụi bọn chúng mày. Tao là như vậy. Nhiên hết thông điệp. Nhiên... kính chào bà con cô bác, chị chào em nha Bình Dương. Dạ rồi, cảm ơn chị lên chia sẻ.